Đâu ông đâu? Dí cho gà tới chưa? Gà con gà cổng này. Mà trời sắp tối thì về đi ngủ đi ông ơi. Thôi đi vào nhà đi ngủ đi. Tối rồi. Ngủ nữa đóng cửa luôn ạ. Quẹt quẹt quẹt. Gà lớn nhanh nhỉ, tao còn thịt nhá. Ủa bọn này nó ăn hết cả đồ ăn này. Ăn lắm thế. Cái gì vậy? Tiếng gì vậy? Hình như có thể làm. Ô, ông mặc cái gì? Ông làm gì vậy? Xong rồi ông sao này? Ông bị ngáo rồi, ông ăn thịt đấy đúng không? Thôi rồi, không sao. Không chết đâu mà sợ. Đâu, người xanh lè này. Dẫu gì. À, hết rồi. Trồng dưới hố đất á. Là sao nhỉ? Bóng nước này. Hình như mình có thể chế được cái này đấy. Để tôi xem nào. Mía này có thể làm được giấy đúng không? Đúng rồi, mía có thể làm được giấy. Cắt đi ăn. Xây lên trên hòn đá vậy. Thôi xây xây một kiểu thôi, đừng xây lung tung. Xây bằng gỗ thì xây bằng gỗ thôi, đừng xây lung tung beng lên trông xấu lắm. Đây, đồ ăn của bọn mày đây. Đấy, ăn đi. Thế kìa. Ăn này đẻ nhiều nhiều quá tao tao. Làm cả một cái ruộng. Con làm ở cưa máy này, vãi đáy á. Về sau để xem xuống không dưới còn làm hay kìa. Áo sắt, chạc này, nỏ này. Cái nỏ này còn cần kim cương cơ. Kinh vậy. Kiếm này. Cần kim cương mà. Để tao chế được máy móc này. Thuyền này. Cái gì đấy? Không ăn cho gì. Cái này hình như là mình phải đào đất lên xong rồi mình trồng xuống dưới á. Hay như nào? Không phải. Nam nhau nó bảo lấy xẻng. Sao? Nó ở trong cái cây nhỉ? Nó bảo có thể dùng xẻng hoặc xẻng đá hoặc xẻng cao cấp hơn, sau đó trồng dưới hố đất. Hố đất gì đấy? Xẻng này xẻng đá hơn nữa. Đây rồi. Thuốc ruộng trắng này kéo này. Không hiểu nó trồng kiểu gì, cái phẻng mà kiểu gì. Bình luận trắng ba cái à. Ông làm gì vậy? Ơ Hiệp sao ông này, ông Hiệp ơi. Ông gỗ, gỗ nhá, gỗ ông có thể tách
gỗ, một cái gỗ có thể làm thành bốn cái miếng gỗ ấy, ông hiểu ạ? Không, ông cái Xong rồi. gỗ đó nghe này, một cái miếng gỗ, Để phá đi xây lại vậy. một cái miếng gỗ này nhá, xong rồi ông ấn vào cái phần chế tạo này này, ông vào à phần hợp thành này, này ông có thể hợp thành được bốn thành bốn bốn miếng gỗ khác nhau mà À đây 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 đây. đấy, nên thế nó mới nhiều. Cái đống gỗ thì ông có thể làm được thành mấy trăm cái đấy. Để phá đi xây lại. Đéo hiểu cái cây mà trồng kiểu gì. Đéo hiểu. Cây mẹ khổ. Cá nướng này, không ăn nhá. Hàng tao sắp trứng gà với đạn gì luôn. Chắc là nấu món gì đấy. Đường mía, cắt đi. Chưa cần dùng. Đá, cắt đi. Mẹ 204 cái. Đã bảo rồi, nó chế được nhiều mà. Công dụng đen cất. Rồi, nhiều lắm rồi. Gỗ vàng chín bông rồi. Mấy trăm cái rồi. Nói chưa Hiệp ơi, lấy đồ ăn ở đây à? Cầm đồ ăn sẵn rồi mà. Ok. Cái này như nhảy lên trên ruộng không bị hỏng ruộng như ở trong Minecraft bình thường. Ui, này được cứ lần 4 hạt, kéo hiểu. Cái hạt đối mạch này là nó random à? Chứ không phải lúc nào cũng chỉ được đấy à? Đáng con. Mang cái này cho chồng hết đi. Nông dân chăm chỉ, người nông dân chăm chỉ. Đi. Thiếu một ạ, không sao. Đập cái này. Ok. 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 Vừa cắt đi. Với cái đồng ruộng này thì bảo đảm rồi, bảo đảm cái ăn rồi. Cái cao này được thôi nhỉ. Xin hai cái được được rồi. Cao này muốn đất nữa vậy. Gà đông lắm rồi. Đợi bọn gà con này nó lớn lên thôi là tha hồ gà ăn. Thì nó không xây. Đập cái này ra rồi nhìn tôi này làm gì ấy kỹ thuật người phải có kỹ thuật mới xây được này đấy. Xây cầu thang gì à? Đấy tôi xây cái này là ban công. Ban công nhìn ra biển lớn. Nhầm nhầm.
chết không? Hiệp nghe. Nhìn chết không? Rồi ông xây cái nóc đi. Máy đi. Cẩn thận cá đấy. Ngã mẹ rồi. Ngay rồi. Ăn về cá rồi. Sao sao trèo lên đây. Trèo lại thôi, làm sao nữa. Nhìn đàn gà đông vãi. Bắt cái cầu thang gì lên. Đây là cầu thang này, tôi làm cho cái cầu thang này. À tôi có cầu thang ở đó. Cầu thang tôi để mẹ bên dưới kia rồi. Ý, để tôi đi. Thôi đi, cái mũ này cũng khác màu à. Nhìn ngu quá. Được. Đi. Mũ cây ăn quả đâu. Ờ, mấy cái cầu thang trước mình chế, đây. Mình vứt đâu hết rồi nhở? Vẫn xây được. À, cái đường dưới vẫn xây được thì... Ok. Ờ, trước tôi chế một đống cầu thang mà tôi vứt đâu ấy nhở? À đây. Trong phòng đồ của mình chứ đâu. Cái game này, cái kiểu đồ này nó cứ hơi khó chịu, hơi khó nhìn với mình. Sao một cái khác phòng vậy? Tên là Áo Kim Cương. Đấy, được rồi đấy. Có cầu thang đi lên rồi đấy. Đấy, đi lên đi xuống đi. Ông đi vào xong rồi nó tự trượt xuống. Ông không có nút gì tự trượt xuống ấy. Cầu thang này ông không có nút gì thì tự trượt xuống, còn nếu mà ông ấn nút thì nó đi lên. Được không? Mấy cả làm cái cửa sổ nhìn cho nó hoành tráng ở đây này. Làm cái cửa sổ đây nhìn cho nó hoành tráng. Ok. Ô, có quái vật ăn ngoài ngồi. Cái đó. Ông đâu rồi? Đi đâu mày ơi? Nhặt đây quên. Ôi, nó. Đi đây. Nó nổ ở đâu đây? Thôi đi vào nhà đi ngủ đi. Đồ hỏng ruộng hay là hỏng nhà của tôi giờ. Đi thôi đi ngủ đi ngủ đi ngủ đi ngủ. Thôi đi ngủ đi đi ngủ. Nó mà đồ hỏng nhà của tôi thì chết. Ô bọn nó chưa chết kìa. Tôi nấp trong áo. Trời mưa ạ. Nhưng không sao. Đây thằng này nông dân đến đêm thì người nông dân đến đêm thì ôi nó bán áo kim cương rồi ông ơi. 25 sao đắt lắm. 25 sao mới được cái áo kim cương. Mẹ nhà cao lắm rồi nên xây thêm tầng nữa không? Thôi xây thêm tầng nữa đi. Xây này thôi. Vừa mình xây bên trong nhà đi. Xây cửa sổ đây. Thu lại gỗ ra. Cái kính đâu? Kính đâu ông ơi? Đấy kính đâu? Đây rồi. Cái cơ chế đồ ở trong này mình có cảm giác nó hơi khó chịu. Thủy tinh này mình có thể chế được cái miếng thủy tinh, à cửa sổ thủy tinh không nhỉ?
mảnh kính trong suốt này thì chế được gì? Chắc kiến trúc à? À đây, mảnh kính trong suốt đây. Kéo này điểm gì? Gì? Kéo này. Kéo gì? Ôi, kéo sắt đi. Kéo để cắt lông chiều. Thuốc nguộn xám, thuốc nguộn xám nha. Ok. Có cái gì? Không đặt ở đây nhỉ? Tôi kệ cái đề mẹ nhanh. Nhìn kiểu mình đang mở cửa sổ. Thôi nhảy ra ngoài sao mà bây giờ đi ra ngoài nhìn căn nhà mà. Thế thế nhá. Ôi sao con gà chạy ra ngoài này. Chắc là gà ở đâu ngoài nhà mình đâu. Đây, đây căn nhà của mình. Nhìn rất là hoành tá tràng. Ôi ôi, lúc ấy nó nổ ở đây à? Thì phải đi lắp cái này lại rồi, hỏng mẹ cái tuộng mình ạ. À. Mẹ con chó Creeper. Mặc dù trong này nó không phải tên là Creeper. Nhưng mẹ cha nó á.